Thưa quý vị, một đàn trâu của người đồng bào dân tộc thiểu số thả rông trong rừng, lâu ngày thành trâu rừng hiện đang trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người dân tại Lâm Đồng, khi đàn trâu này liên tục tấn công người và phá hoại cây trồng. Đã hơn một tuần trôi qua, dù được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng điều trị kịp thời, nhưng do những vết thương trên người anh Quỳnh Đại quá nặng, nên đến nay anh vẫn chưa thể đi lại bình thường được. Anh Đại may mắn thoát chết khi bị trâu hút hai phát tại vườn cà phê của gia đình ở khu vực Sông Con, huyện Lạc Dương. Người dân ở xã Xuân Thọ vào trong khu vực của Sông Con làm là đã 20 năm nay rồi. Cách đây cỡ 3 năm về tôi đây thì có xuất hiện một vài trâu, khoảng cỡ là 5-70 con.